trên cái bó hoa mình có một cái thiệp. Cái này là cái cành 2 mét mình thắt, nhưng mà do thời gian gấp rút quá mình không có làm thiệp này cho tặng. Cái này mình hẹn cái một dịp nào đó gần nhất mình sẽ gửi tặng riêng cho bạn cái này. Cảm ơn anh. Đố em nữa là do em có học võ từ nhỏ nên là em có thể là khi ngủ nha, cái tư thế của em nó hơi kỳ nha anh. Cái này nguy hiểm nha, cái này nguy hiểm nha. Trời ơi, xinh xắn quá. Thôi, mời ngồi. Bây giờ đàn trai mình giới thiệu cho đàn gái nghe đi. Dạ, mình tên là Nguyễn Duy Phương, năm nay là mình 30 tuổi, sinh ra ở vùng đất Long An và đang sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Làm ở quận mấy thành phố Hồ Chí Minh? Mình đang công tác tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Duy Phương làm nghề gì? Mình đang làm bên ngành xây dựng, mình làm bên mảng kỹ sư an toàn. Kỹ sư an toàn. Rồi, Duy Phương làm kỹ sư, mời bạn gái. Chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào khán giả trường quay cũng như khán giả truyền hình ạ. Em là Nguyễn Thị Lan Anh, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Nghệ An, hiện tại em đang sống và làm việc ở quận 7. Lan Anh làm gì quận 7 Lan Anh? Dạ, em là kế toán văn phòng ạ. Kế toán văn phòng, một bên là kỹ sư. Bây giờ mình cho biết một ít cái khuyết điểm và ưu điểm của mình đi Lan Anh. Về cái ưu điểm của em á, là người biết lắng nghe. Em thích chơi thể thao, chơi thể thao khá tốt và khiêu vũ, nhảy múa. Khiêu vũ, nhảy múa. Rồi khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em dễ khóc ạ. Nhiều khi em ngồi em suy nghĩ rồi tự nhiên em cũng khóc nữa. Vậy là một chiếc lá vàng rơi cũng làm em rơi lệ đúng không? Em còn một khuyết điểm nữa là khi em làm việc á, thì có thể em quên mọi thứ, có thể em bỏ bê lên cả bạn trai đó. Là khuyết điểm của em. Rồi còn bạn trai, ưu điểm và khuyết điểm của mình là gì ha? Ưu điểm của mình thì là một người nhanh nhẹn, hoạt bát, cũng biết chút đỉnh về công việc nấu ăn. Nói chung là cuộc sống mình là cuộc sống tự lập. Này cũng sống xa gia đình này cũng hơn 10 năm rồi. Thôi bây giờ mình chia sẻ một chút cái đường tình duyên của mình lận đận sao đó. Trước khi mình chia sẻ thì mình muốn hát tặng một bài hát nói về Long An, tôi yêu. Một bài hát được mang tên là Dòng Sông Quê Em. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ, nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa. Dòng sông quê đẹp ánh trăng ngà, nghe câu hát xa xa lòng anh chành nhớ. Ơi dàm cỏ đông ơi hỡi dòng sông, nước xanh biên biết chẳng đổi thay dòng. Đuổi pháp đi rồi nay đuổi mấy xâm lăng, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong. Hay thôi vô đó được rồi, bây giờ là bạn gà nữ. Đúng rồi. Có thể hát đáp một bài nào đó cho nó vui không nào? Em sẽ hát bài bài Bùa Yêu. Bùa bài... Yêu. Dạ. Có nhảy không? Dạ có ạ. Thôi thế này nè, vậy thôi chút xíu đi. Mở rào đi. Chút xíu mở rào, em hát em nhảy để giao lưu với đối phương ha. Đúng rồi. Vậy đi. Bây giờ mình em như nói về một tí xíu về cái tình trường của mình. Đúng đi rồi. Dạ. Yêu đương sao nè? Dạ em có một mối tình chính thức đã qua rồi cách đây 4-5 năm rồi. 4-5 năm. Dạ. Hồi đó là sinh viên, em và bạn trai cũ có yêu nhau được 2 năm. Thì trong 2 năm đó thì em cũng nhận ra một điều là bạn trai của em vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ của bạn anh. Dạ. Thế là chia tay. Dạ, vậy là em quyết định ra đi. Từ đó đến nay thì em vẫn chưa có một mối tình nào. Mấy năm rồi? Dạ, 5 năm ạ. 5 năm rồi. Dạ. Bây giờ quan trọng đàn trai nè, có mấy mối tình? Chào anh. Có mấy mối tình rồi, kể cho chị Nam Thư nghe đi. Chào chị Nam Thư, em thì có một mối tình cách nay cũng khoảng 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ. Mối tình nó dài không? Cũng dài. Dài mấy năm? Cũng 4 năm. Rồi sao chia tay? Chung là do cái khoảng cách công việc, mỗi người có một công việc riêng. Thứ hai nữa là trước là mình làm công ty bên về lắp dựng, đi công trình, có thể vài tháng ở Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước, rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi gì đó. Thì khoảng cách nó xa vậy. Bây giờ mình nếu mình có người yêu mới thì mình có đi xa vậy hoài nữa không? Cách lòng nữa không? Nhìn hiện tại là mình cũng đang làm tại thành phố Biên Hòa. Thì khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa cũng rất là gần. Bây giờ hình mẫu chi tiết của bạn á, về một cô gái mà mình thực sự mơ ước hoặc mong muốn là gì?
là mình thích là người phụ nữ truyền thống, một cái nóc tóc dài, một mặt tròn tròn, người vui vẻ, biết chia sẻ, người hiểu, nói chung là hiểu tâm lý. Thích cô gái vui vẻ ha. Hồi mở màn lên cổ sẽ hát bùa yêu thử xem vui vẻ không. Em nãy giờ em nghe rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ em nói cho bên kia biết là cái hình mẫu mà một người đàn ông em mong muốn là như thế nào? Dạ. Cái hình mẫu người đàn ông em mong muốn là em không có đặt vấn đề nhiều về ngoại hình, chỉ cần cao trên mắt sơ lông. Dạ, ngoại hình ưa nhìn xíu là được. Nhưng mà cái điều em quan tâm về người đàn ông của em là cái người mà có cái trái tim có sức ấm. Ý em á là em thiên về lựa chọn về cái tâm hồn của ảnh. Đàn gái cũng dễ thương, đàn trai cũng chững chạc. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem sao. Đúng rồi. Lan Anh, hôm nay em tới tham gia chương trình với ai? Dạ, hôm nay em đến với chị gái họ của em ạ, là chị Lý. Dạ, anh chào chị. Xin chào anh Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Chào chị. Chị thấy sao? Bên đàn trai sao? Điều đầu tiên nhìn là chị cảm thấy rất là khỏe mạnh. Và cũng được. Chị thấy tính là này nãy giờ nói qua nó lại có hợp với em gái chị không? Chị thấy cũng tạm ổn. Hy vọng là hai người sẽ kết duyên được với nhau. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với dì và một người em gái. Dạ. Rồi, dì cũng như mẹ ha. Rồi, chào dì. Chào Quyền Linh và Nam Thư và khán giả trong khán phòng. Thấy em bên đây thấy được á. Dễ thương, mong là hai đứa cho nhau cơ hội. Em gái thấy sao? Dạ, xin chào hai MC của chương trình và xin chào tất cả mọi người. Chị gái rất là dễ thương. Thì đến với chương trình này thì đã là cái duyên rồi. Thì mong hai anh chị sẽ trao nhau cơ hội. Sau chương trình này sẽ là hẹn hò. Đó là ý kiến người thân, còn quan trọng là hai bạn gặp nhau, trò chuyện để xem mình có duyên có phận với nhau hay không nha. Mở rào. Đàn gái dễ thương lắm đó, chinh phục đi em. Đó, đó, nhảy luôn nè. Rồi ngồi xuống các bạn. Bùa yêu sao? Bùa yêu liền. Bùa yêu nè. Có thể nhảy luôn. Bạn trai bối rối choáng ngợp đúng không? Bắt đầu đây, đến với chương trình thì mình có một cái quà gửi tặng bạn, chúc bạn thật là hạnh phúc. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây là quyển sách mà em đã lựa chọn, cái nó có tựa đề là hạnh phúc là do bạn lựa chọn. Với cái thông điệp em đưa ra đây gửi cho anh là em mong anh sẽ tìm được cái hạnh phúc cho mình, dù có thể là em hoặc không phải là em thì vẫn mong anh tìm được hạnh phúc cho mình. Cảm ơn bạn. Trên cái bó hoa mình có một cái thiệp. Lấy dạ. Cái này là cái cành 2m mình thắt, nhưng mà do thời gian gấp rút quá mình không có làm kịp này gửi tặng. Cái này mình hẹn cái một dịp nào đó gần nhất mình sẽ gửi tặng riêng cho bạn cái này. Dạ, cảm ơn anh. Rồi bây giờ bắt đầu coi mình cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên mình nhìn bạn thì mình thấy cảm giác rất là hồi hộp. Một cái gì đó gọi là sâu xuyến tâm lo trong tâm hồn. Còn về em chia sẻ một xíu nha. Cái lúc mà cái rào kéo ra, em thật sự là có sự bối rối. Khi em nhìn thấy anh lúc đầu em cảm giác nó ngoài sức tưởng tượng của em. Hãy nói cho nhau nghe về những tật xấu của mình cho hai bên hiểu luôn. Điểm xấu của em nữa là do em có học võ từ nhỏ.
nên là em có thể là khi ngủ nha, cái tư thế của em nó hơi kỳ nha anh. Cái này nguy hiểm nha, cái này nguy hiểm nha. Lỡ mà có nhậu sai cũng hơi rắc rối à. Rồi bạn nam, khi bạn gái mình xinh quá như thế này á thì cảm xúc của mình có lo lắng không? Nói chung ai trong người đều có một cái máu ghen cả. Cái ghen là một cái nghệ thuật, ghen để làm cách nào mà cái phản ứng của mình mà làm người ta vui và giữ được người đó, chứ không, ta không phải dùng ghen một cái gọi là bức xúc bột chột để làm rạn đứt cái tình cảm đó. Trước khi bấm nút thì hai bạn có thể cùng nhau nhảy một bởi vì bạn nữ rất là yêu thích khiêu vũ, nhảy múa. Đúng rồi, anh có thể khiêu vũ cùng em một vài bước, không cần nhiều đâu. Mình thì tham gia thì được, nhưng mà cái này khiêu vũ mình không biết, ngàn chỉ thì mình làm được. Sao, em dìu ảnh đi được mà đúng không? Được, cứ được, cái này được, cứ nhạc lên là nhảy. Rồi, tay đặt sao? Chỉ bằng tay, để tay đi. Anh sẽ để tay em. Dạ. Cho em xin cái tay bên kia anh đưa lên giống em. Vô, đi. Anh bước lùi, em bước tiến nha. Một, chập, hai, chập. Lùi, lùi, anh tiến em lùi. Ba, bốn. Dạ, rồi cảm ơn anh. Dễ thương. Rồi, và chuẩn bị bấm nút thôi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Từ nãy tới giờ chúng ta trao đổi với nhau, nói chuyện với nhau thì tôi nghĩ là các bạn có thể cảm nhận về nhau rồi. Các bạn hãy cứ thành thật với con tim mình. Nếu thực sự đó là một nửa mình tìm kiếm thì chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không bấm nút thì không sao cả. Chúng ta sẽ nhường cái cơ hội của mỗi người lại cho những người khác. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng thì bấm, không đúng không cần bấm. Và 3, 2, 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. À, em nghĩ là cái rung động bắt đầu, lúc ban đầu rất là quan trọng. Thì em cũng có cái sự cảm mến anh lúc đầu. Nhưng mà để cái trái tim em có sự rung động á, thì em nghĩ là em chưa đạt đến mức đó, với cả là không biết. Không sao cả, không sao cả. Nói chung là bạn đang sống rất thật với cái sự rung động của con tim mình, có trách nhiệm với cái nút bấm đó. Chúng tôi rất là trân trọng điều đó. Bạn trai có thể nói một cảm xúc của mình trong lúc này với bạn gái. Nói chung là cảm ơn. Em cũng rất vui được biết anh. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta có thể là bạn với nhau. Đúng không rồi. Sao cả. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình. Mời Lan Anh. Rồi,